Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên sáng ngày hôm nay. Hôm nay là thứ ba ngày 23 tháng 4 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng khi thị trường thế giới đảo chiều tăng nhẹ trở lại sau khi mà đã rơi rất mạnh trong phiên đêm qua theo giờ Việt Nam, hiện tại đứng ở mức 2.333 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ giảm nhẹ đứng ở mức 106,12 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin tăng nhẹ, giao dịch ở mức 66.700 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch ở mức 4,614% trên một năm, còn đối với thị trường năng lượng, giá dầu thô giảm nhẹ đứng ở mức 83 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới lao dốc mạnh do làn sóng chốt lời của nhà đầu tư và lo ngại xung đột lan rộng ở Trung Đông giảm bớt. Hiện tại, thị trường đang chờ đợi báo cáo chi tiêu tiêu dùng cá nhân hay gọi là PCE sẽ được công bố trong thứ sáu tuần này. Theo chuyên gia phân tích cấp cao Ricardo Algorita của ActiveTrade dự báo, dữ liệu tới đây có thể xác nhận rằng lạm phát vẫn còn dai dẳng. Điều đó có khả năng khiến cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed phải trì hoãn việc cắt giảm lãi suất. Đây là một kịch bản không mấy thuận lợi với vàng. Ngược lại, chiến lược gia hóa Daniel Gary của TD Security cho rằng vàng có thể quay trở lại mức cao nhất vào thời đại. Trong trường hợp báo cáo PCE bất ngờ cho thấy lạm phát hạ nhiệt, về mặt nhận định xu hướng của giá vàng, theo vị chuyên gia Mark Leibovitz của VA Metal Resources cho hay, ông vẫn lạc quan về vàng trong ngắn hạn và trung hạn, và ông dự đoán kim loại quý này sẽ tăng lên mức 2.700 cho đến 2.800 đô la Mỹ trên một ounce. Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao Darren Newsom của Barclays.com thì nhận định vàng đang bị quá mua và thị trường sẽ chứng kiến nhiều đợt bán tháo để giải phóng áp lực. Phần lớn các chuyên gia dự báo giá vàng vẫn trong xuống tăng trong bối cảnh dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng từ nay cho đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay. Vàng có thể sẽ tiếp tục thu hút thêm những người mua với vai trò là tài sản trú ẩn an toàn. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Với thông tin Ngân hàng Nhà nước hoãn phiên đấu thầu ngày hôm qua lùi sang ngày hôm nay 23 tháng 4, không ít người đặt ra nghi vấn liệu rằng các doanh nghiệp có thực sự sốt sắng với đấu thầu vàng. Cụ thể, trong 10 giờ sáng ngày hôm qua 22 tháng 4, do không có đủ số lượng thành viên đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặt cọc đúng quy định, nên Ngân hàng Nhà nước đã hủy thông báo đấu thầu vàng, đồng thời công bố sẽ triển khai đấu thầu vàng miếng SJC trong sáng ngày hôm nay, tức là ngày 23 tháng 4 năm 2024. Với thông tin này, khiến cho không ít người đặt ra câu hỏi về việc các doanh nghiệp đăng ký tham gia đấu thầu vàng miếng SJC của nhà nước chỉ để cho có. Hoặc phải chăng việc không tham gia phiên đấu thầu đầu tiên mở lại sau 11 năm là do những lo ngại nào khác? Theo anh Nguyễn Văn Tuấn, chủ một tiệm kinh doanh vàng lâu năm tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội nhận định, các doanh nghiệp tham gia đấu thầu giá vàng có thể vẫn đang lo ngại bởi kinh doanh vàng rất nhạy cảm, biến động từng giờ từng phút. Với khối lượng đặt thầu là tối thiểu 1.400 lượng, không phải doanh nghiệp nào cũng dám mạnh tay xuống tiền, nhất là khi một khối lượng lớn như thế này không thể bán hết được ngay. Rủi ro lỗ vốn hoàn toàn có thể xảy ra khi 1.400 lượng vàng miếng mua về, chưa kịp bán hết mà lại trượt giá. Giá tham chiếu thậm chí cũng khá cao, hiện tại đang ở mức 80,7 triệu đồng trên một lượng, cũng là bài toán chi phí, lợi nhuận mà doanh nghiệp cần phải cân đối. Còn theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, hiện tượng rời lại việc đấu thầu vàng trong buổi sáng hôm 22 tháng 4 từ phía Ngân hàng Nhà nước là một diễn biến bất thường. Người tham dự thầu và đặt cọc quá ít cũng là yếu tố đáng quan tâm và phản ánh động thái chờ đợi và nghe ngóng từ dân chúng. Tuy nhiên, nguyên nhân của hành động trên không quá khó để lý giải, bởi lẽ vàng luôn là thị trường nhạy cảm khi có biến động. Rất có thể kể cả doanh nghiệp và người dân đều đang chậm lại để theo dõi diễn biến và phản ứng của số đông thị trường. Bởi sau khi đấu thầu vàng, thị trường vàng có thể sẽ rớt giá xuống thấp hơn nữa, đây cũng là cơ hội cho các nhà đầu cơ. Dự đoán về động thái tiếp theo của Ngân hàng Nhà nước, theo chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu bình luận, cơ quan quản lý có thể rời lại việc đấu thầu nhiều lần tới thời điểm nào phù hợp với diễn biến của thị trường, không phải chỉ một lần duy nhất. Tuy nhiên, theo chuyên gia này, cơ hội thành công tổ chức buổi đấu thầu vào sáng hôm nay là rất cao và nhiều khả năng sẽ có không ít doanh nghiệp trúng thầu vàng. Trở lại với bảng giá vàng trong nước trong phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay, nhìn chung thì mặt hàng vàng miếng SJC cũng như là vàng nhẫn đồ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác
Hầu như là cũng chưa có nhiều thay đổi sau khi mà giảm mạnh trong phiên giao dịch cuối ngày hôm qua. Chi tiết của bảng giá này kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong phần cuối của bản tin. Còn trên thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ cả hàng thương mại khép lại phiên giao dịch hôm qua bằng một phiên tăng nhẹ, tăng 12 đồng trên một đô la Mỹ trong cả hai chiều. Mua vào 25.145 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 25.485 đồng trên đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.770 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 25.870 đồng trên đô la Mỹ. Không thay đổi về giá sau khi tăng 90 đồng trên một đô la Mỹ mua vào, 110 đồng trên một đô la Mỹ bán ra trong ngày hôm qua. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước thời điểm này, sau đây là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 8 triệu 100 nghìn, bán ra 8 triệu 350 nghìn. Chênh lệch giữa chiều mua vào chiều bán ra hiện tại đang ở mức 2 triệu 500 nghìn đồng trên một lượng. Đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 8 triệu 100 nghìn, bán ra 8 triệu 350 nghìn. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 8 triệu 100 nghìn, bán ra 8 triệu 345 nghìn. Pin Hồ Chí Minh và Pin Hà Nội mua vào 8 triệu 070 nghìn, bán ra 8 triệu 290 nghìn. Giảm 300.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra, còn với chiều mua vào không có thay đổi, hay là giảm 30.000 đồng trên một chỉ ở chiều bán, chiều mua vào không có sự thay đổi nào. Phú Quý SJC mua vào 8 triệu 110 nghìn, bán ra 8 triệu 340 nghìn. Bảo Tín Minh Châu mua vào 8 triệu 115 nghìn, bán ra 8 triệu 340 nghìn. My Hồng SCC mua vào 8 triệu 080 nghìn, bán ra 8 triệu 250 nghìn, giảm 80 nghìn ở chiều mua, 70 nghìn ở chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 8 triệu 100 nghìn, bán ra 8 triệu 300 nghìn. Ngân hàng TBank Gold mua vào 8 triệu 100 nghìn, bán ra 8 triệu 345 nghìn. Ngân hàng Vietinbank mua vào 8 triệu 100 nghìn, bán ra 8 triệu 352 nghìn. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này thì cũng không có thay đổi về giá. Chênh lệch giữa chiều mua vào chiều bán ra hiện tại vẫn đang dao động ở mức 2 triệu 500 nghìn đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 8 triệu 100 nghìn, bán ra 8 triệu 350 nghìn. SJC Huế mua vào 8 triệu 100 nghìn, bán ra 8 triệu 350 nghìn. SJC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 8 triệu 100 nghìn, bán ra 8 triệu 350 nghìn. SJC Bạc Liêu mua vào 8 triệu 100 nghìn, bán ra 8 triệu 350 nghìn. SJC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 8 triệu 100 nghìn, bán ra 8 triệu 350 nghìn. Cuối cùng là giá nhận bút số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm này thì cũng không có thay đổi về giá và đang được niêm yết như sau. Nhận bút số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 7 triệu 400 nghìn, bán ra 7 triệu 590 nghìn. Nhận bút số 9 loại nửa chỉ mua vào 7 triệu 400 nghìn, bán ra 7 triệu 600 nghìn. Vàng bốn số 9 mua vào 7 triệu 380 nghìn, bán ra 7 triệu 510 nghìn. Vàng 24K mua vào 7 triệu 235,6 nghìn, bán ra 7 triệu 435,6 nghìn. Vàng 18K mua vào 5 triệu 398,1 nghìn, bán ra 5 triệu 648,1 nghìn. Vàng 14K mua vào 4 triệu 143,8 nghìn, bán ra 4 triệu 393,8 nghìn. Vàng 10K mua vào 2 triệu 897 nghìn, bán ra 3 triệu 147 nghìn. Vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu mua vào 7 triệu 452 nghìn, bán ra 7 triệu 622 nghìn. Nhẫn tròn bố số 9 Hương Thị Vượng tại Doji mua vào 7 triệu 465 nghìn, bán ra 7 triệu 635 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.